Gabon lợi công dân chưa ổn định nên chưa được tổ chức FCA công nhận là một giống chó chính của thế giới. Tuy nhiên, ở Mỹ có đến 3 tổ chức lớn công nhận giống chó này, gồm ADKC, AKC và UKC. Mỗi tổ chức sẽ đưa ra những tiêu chuẩn khác nhau về bully và thành vi tại mỗi tổ chức sẽ được cấp thẻ hội viên. Thẻ này được xem là giấy tờ thông hành hợp lệ của bully, có vai trò quyết định đến việc sinh hoạt tham dự các talk show. Người nuôi phải có thẻ thành viên của từng tổ chức để đăng ký dự thi. Vẫn có thể đăng ký làm giao phả và thẻ hội viên tại ba hiệp hội. Người đang có ý định nuôi bully nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, phả hệ của bully mình định mua, nên đăng ký làm thành viên của tổ chức. Khi đã gia nhập một tổ chức, thành viên đó nên tuân thủ theo những tiêu chuẩn do tổ chức kia đặt ra trong việc nuôi và huấn luyện bully. Trái ngược với vẻ hầm hố của phần hơi bị ngầu của chúng, thì loại chó này rất hiền lành, thân thiện, dễ gần, rất biết lắng nghe lời chủ. Chúng luôn tự tin khi đứng chung với các giống chó khác, nhưng không bao giờ tỏ ra hung hăng, hiếu chiến, mà ngược lại, chúng tỏ ra rất điềm tĩnh. Người ta đã cố gắng chọn lọc những đặc điểm tốt của chó Pitbull và hạn chế đi phần hiếu chiến của nó, và thay vào đó là tính cách có vẻ trầm tính, điềm đạm hơn. Và đặc biệt, chó Bully rất thân thiện và cực kỳ quý trẻ em.